Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là tối thứ hai ngày 13 tháng 8 năm 2018. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. 4 nhân viên an ninh và 3 chiến binh khủng bố bị thiệt mạng trong màn đấu súng ở Jordan. Tiến trình giải cứu được diễn ra sau vụ nổ kho vũ khí tại tỉnh Idlib của Syria. Ứng cử viên Sese tin rằng người Mali sẽ bỏ phiếu cho sự thay đổi. Hoa Kỳ sẵn sàng từ bỏ đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình của nhóm cực hữu người da trắng tại Washington DC. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết có 4 nhân viên an ninh và 3 chiến binh khủng bố đã bị thiệt mạng trong màn đấu súng ở Jordan. Hàng trăm người dân bản xứ đã cùng nhau quy tụ về thị trấn Biran của Jordan, vốn tọa lạc ở mạn bắc thủ đô Jordan, vào Chủ nhật ngày 12 tháng 8 để tham dự lễ tang của một nhân viên an ninh, người từng bị thiệt mạng trong cuộc bố ráp và nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố. Truyền thông địa phương cho biết lực lượng an ninh Jordan đã bố ráp vào một tòa nhà bên trong khu dân cư tại quận Salt nhằm để truy bắt những nghi phạm đứng đằng sau vụ đánh bom khủng bố vừa mới diễn ra trước đó 2 ngày. Có đến 4 nhân viên công lực đã qua đời trong lúc chiến đấu với các phần tử khủng bố cực đoan. Một phần của tòa nhà đã bị bom đạn ở bên trong làm đổ sập. Quốc vương Abdullah, người có chủ trương chống lại hàng ngũ thánh chiến, cho biết mục đích của những kẻ tấn công là giết chết con cái của Jordan. Các chiến binh thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo ISIS trong quá khứ thường xuyên nhắm mục tiêu tấn công vào lực lượng an ninh Jordan. Thưa quý vị, tiến trình giải cứu được diễn ra sau vụ nổ kho vũ khí tại tỉnh Idlib của Syria. Nổ lớn đã làm rung chuyển một tòa nhà được sử dụng làm kho chứa vũ khí và đạn dược tại tỉnh Idlib do phe nổi dậy kiểm soát của Syria vào ngày Chủ nhật 12 tháng 8, khiến cho ít nhất 39 người bị thiệt mạng, trong đó bao gồm 12 trẻ em. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết vụ nổ đã xảy ra tại thị trấn Samanda, vốn tọa lạc gần đường biên giới giáp ranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và mạn bắc tỉnh Idlib. Và lúc bấy giờ bên trong tòa nhà đang có nhiều thường dân vô tội ẩn náu, tất cả đều mất hết nhà cửa vì cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua tại Syria. Một đoạn video do cơ quan dân phòng White House cung cấp cho thấy cảnh tượng các nhân viên cứu nạn đang nỗ lực đào bới đống đổ nát để đưa những nạn nhân ra ngoài. Tổ chức này ngoài ra còn cho biết có rất nhiều người hiện đang bị trọng thương. Nguyên nhân gây ra vụ nổ đến nay vẫn là một ẩn số. Tỉnh Idlib hiện đang là vùng lãnh thổ cuối cùng còn nằm trong tay của phe nổi dậy có chủ trương lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ứng cử viên Sese tin rằng người Mali sẽ bỏ phiếu cho sự thay đổi. Ứng cử viên Tổng thống Mali Soumaya Sese cho biết ông rất có lòng tin là bản thân sẽ giành được chiến thắng trong vòng bỏ phiếu cuối cùng, mặc dù chỉ mang về 18% số phiếu ủng hộ trong vòng bầu cử đầu tiên. Trong một phát biểu đưa ra tại thành phố Nia Fenke, nơi ông vừa mới bỏ phiếu, ứng cử viên Sese nói rằng ủy ban tranh cử của ông đã chặn được những thùng phiếu không minh bạch tại Bamako và Gao. Đây chính là bằng chứng cho thấy gian lận bầu cử đã xảy ra và thủ phạm không ai khác, chính là đương kim Tổng thống Ibrahim Boubacar Keïta. Ở vòng bỏ phiếu trước đó vào ngày 29 tháng 7, ông Keïta đã nhận được 41% số phiếu của cử tri. Ông Soumaya Sese đã cáo buộc Tổng thống Keïta là nguyên nhân khiến cho bạo lực tràn lan. Theo thống kê của website dân sự Mali Link, có hơn 932 vụ tấn công khủng bố đã được ghi nhận tại Mali trong 6 tháng đầu năm 2018, cao hơn gấp đôi so với một năm trước đây. Người đứng đầu Ủy ban Giám sát bầu cử do Liên minh Âu Châu phái tới cho biết vòng bỏ phiếu vào Chủ nhật không bị gián đoạn bởi bất kỳ một lý do nào. Thưa quý vị, không ai gặp nguy hiểm tới tính mạng sau vụ nổ súng tại Manchester. Lực lượng cảnh sát thành phố Manchester của Anh Quốc cho biết có ít nhất 10 người đã bị thương sau vụ xả súng tại lễ hội Caribbean Festival vào ngày Chủ nhật 12 tháng 8. Tuy nhiên, không ai trong số này gặp nguy hiểm tới tính mạng. Một người sau một đêm đã xuất viện về nhà. Người đứng đầu sở cảnh sát địa phương Wasim Chaudhry nói rằng hầu hết các nạn nhân đều bị đạn viên làm chảy xước. Vụ việc đã xảy ra trên đại lộ Claremont bên trong khu dân cư Mossai. Giới chức trách đang xem đây là một vụ mưu sát và động cơ của vụ án hiện đang được điều tra. Nằm trong số những người bị thương có bao gồm 2 trẻ em. Mossai từ lâu đã được mệnh danh là một trong những khu vực nghèo khó nhất tại Anh Quốc với tỷ lệ tội phạm tràn lan từ giữa thập niên 2000, thưa quý vị.
một vị linh mục bị sát hại trong rừng rậm ở Amazon tại Peru. Một vị linh mục Thiên Chúa giáo người Tây Ban Nha đã bị đâm thiệt mạng tại ngôi trường mà ông từng giảng dạy bên trong khu rừng Amazon hẻo lánh ở miền Bắc Peru. Truyền thông địa phương cho biết thi thể của linh mục Carlos Ridavet Montes đã được tìm thấy vào thứ Sáu ngày 10 tháng 8 tuần trước trong trường Valentin Salagui Alegria School No. 55. Ngôi trường này tọa lạc tại thị trấn Jamaica Esa thuộc tỉnh Bangua. Ông được phát giác trong tình trạng hai tay bị trói sau lưng với nhiều vết dao trên cơ thể. Hiện tại, hung khí vẫn chưa được tìm thấy và thi thể nạn nhân đã được mang đi dạo nghiệm pháp y. Cảnh sát nói rằng trước khi qua đời, linh mục Montes đã nhận được thư đe dọa từ một học sinh từng bị đuổi khỏi trường. Vị linh mục 73 tuổi này từng sống trong rừng Amazon suốt 38 năm qua. Chuyển sang phần tin Á Châu. Thưa quý vị, xe hơi suýt rơi xuống hố tử thần vì lũ lụt tại Trung Quốc. Một chiếc xe đã may mắn thoát nạn trong gang tấc sau khi suýt bị nuốt chửng bởi hố tử thần tại Trung Quốc vào ngày Chủ nhật 12 tháng 8. Hãng thông tấn quốc gia cho biết, hố tử thần bắt đầu xuất hiện vào khuya thứ Bảy vì tình trạng sạt lở đất do những cơn mưa nặng hạt gây ra tại thành phố San, thủ phủ tỉnh Shaanxi. Nhiều cư dân sinh sống trong khu vực đã được nhìn thấy nỗ lực kéo chiếc xe ra khỏi miệng hố. May mắn, không có bất kỳ một ai bị thương vong. Tại tỉnh Quảng Đông thuộc Mạn Nam Trung Quốc, nhiều xe hơi đã bị lũ lụt cuốn trôi. Nhà khí tượng quốc gia ước tính mưa sẽ tiếp tục rơi trong vài ngày tới đây do mùa mưa kéo dài tới tận tháng 9 năm nay. Vừa rồi là phần tin Thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.